Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới, chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mồng 1 khấn trời, mồng 10 giàu sang, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tiền về như nước, giàu nước đố đổ dách trong tháng 10 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả, chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường. Và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng, Kỷ Mùi đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế dần xoay, thời vận rung chuyển, mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay. Mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh. Định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 79 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất. Tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 79 thấu hiểu điều họ thật sự cần, con đường mà họ hướng tới và phần đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 10 âm lịch để giúp cho quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người, hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại cùng với những thảm họa xảy ra. Và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại. Trong đó, tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 là nổi bật hơn cả nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này. Bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt là trong tháng 10 âm lịch năm 2024 này. Mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Kỷ Mùi sinh 1979? Làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, một trong những tệp cá nhân khó thành công nhất là những người lười nhiều tham vọng, có mong muốn làm giàu, có ý chí làm lớn, có nhu cầu hưởng thụ, nhưng lại ngại cố gắng, ngại chăm chỉ, ngại vất vả ngược xuôi. Kết quả là bao nhiêu năm họ vẫn giàu tham vọng, nhưng chân chẳng bước, thân chẳng tiến tới chút nào. Bên cạnh tệp này, còn có một tệp khác
là những người nghĩ cuộc đời quá màu hồng hoặc giả tính toán mọi thứ quá dễ dàng, rằng đường ta đi cứ việc đi làm một đường về đích, hay câu chuyện cuộc đời mình sẽ là một ngoại lệ, thiếu đi những khúc chiết, những mỏi mệt như người thường, hậu quả là khi có biến cố, thường họ không kịp trở tay, lại nói người tài giỏi. Trên đời này có rất nhiều và đôi khi sự phân chia tạo ra khác biệt là ở chỗ, thời điểm đối diện khó khăn ta sẽ lựa chọn như thế nào. Không phải ai cũng có khả năng chịu đựng áp lực, cũng không phải ai cũng có khả năng bình thản đứng dậy sau những cú ngã sâu cay của cuộc đời. Cuộc đời bản mệnh sẽ nhiều khúc triết như thế, lắm nẻo quanh co, muôn trùng thăng trầm lên xuống, vì trồng đại thụ cao lớn. Nó khác với việc trồng rau cỏ, để thân to cây lớn, bóng mát, tán rộng, cần lắm cả một quá trình gian nan, cần vô cùng nhiều sự dày công vun trồng. Nên đừng trách tại sao cuộc đời thử ta nhiều quá, hãy cứ mừng là thực tế ta luôn có đủ khả năng xử lý những nhọc nhằn gian truân của đời mình. Cái trí mong cuộc sống viên mãn của bản mệnh, kênh minh đường tử di ví nó như việc trồng cây cổ thụ vậy. Lại nói có những lỗi lầm là do bản thân bản mệnh tạo nên, lại có những thua thiệt do người ngoài mang tới, cũng có những trắc trở do thời vận đôi phần. Nhưng đừng phủ nhận một điều là do bản mệnh chỉnh mãn mới khiến cho những sự không ra gì hoặc người không ra gì có cơ hội xuất hiện và ảnh hưởng đến cuộc đời của bản mệnh. Do bản thân bản mệnh không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, buông thả theo cảm xúc, xây hết những kế hoạch đã đề ra, vậy nên cái kết quả bản mệnh phải chịu, cứ tiên trách kỹ để đỡ lặp lại sau này. Một điều duy nhất kênh minh đường tử di có thể khẳng định khi viết những dòng chữ này là thực ra bản thân bản mệnh đã học đủ rồi. Học ở đây không phải là trong trường lớp, mà là sự học trong trường đời. Học từ những mất mát, từ những đau thương, từ những thất bại trong tài chính, cho đến những vỡ òa trong cảm xúc giữa người và người. Khi sự học đã đủ, đến khi nào bản mệnh mới dùng những kiến thức mà mình có được nghiêm túc mà xây dựng lại cuộc đời mình đây? Đừng chờ đến giận, vì thực tế giận đang ở đây rồi. Cái bản mệnh nên có là một sự khởi tâm, chuyển tâm đổi tư duy để thay cảnh vật. Con đường phía trước có thể nhiều chông gai, quá khứ sau lưng lại nhiều điều tiếc nuối, nhưng mong bản mệnh tin tưởng vào chính bản thân và thật sự tận hưởng khoảng thời gian hiện tại, vì những trải nghiệm phong phú nhất, sâu sắc nhất trong một kiếp nhân sinh sẽ đến với bản mệnh trong cái đoạn dựng xây lại mọi thứ này. Suy cho cùng, chúng ta sống không phải để tìm hiểu xem kiếp trước ta là ai hay chữa lành đau thương gì đó đâu. Kỷ Mùi à, chúng ta sống là để tạo ra phiên bản rực rỡ hoàn mỹ nhất của chính mình, từ những nụ cười, giọt nước mắt hay những phút hạnh phúc thăng hoa. Nên đừng chìm trong chán nản Kỷ Mùi nhé, vì thật ra hơi muộn một chút. Mọi thứ với Kỷ Mùi giờ mới thực sự bắt đầu. Nhìn lại một chút bản thân Kỷ Mùi của những năm tháng tuổi trẻ, rồi tự hứa sẽ hết mình chiến đấu với toàn bộ khả năng của chính mình. Đừng tự kiểm điểm và tự tiếc nuối nữa. Chạy hết một lần, nghiêm túc một lần, kỷ luật một lần, vậy có được hay không? Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng 10 âm lịch này nhờ có tam hợp độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình thì có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Nguyệt lệnh lâm quan đới trong tháng nên con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Quý nhân dượng vận tăng nên bản mệnh được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng 10 âm lịch này của tuổi Kỷ Mùi cũng có những bước phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Tuổi Kỷ Mùi cũng có đào hoa chiếu trong tháng Tân Mùi. Người độc thân chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Các cặp đôi có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại. Chỉ cần bạn có chế độ sinh hoạt lành mạnh, không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Bên cạnh đó, cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Tiếp theo chương trình,
sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp chỉ ra rằng, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng mới được nhiều các tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi. Tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này, nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc, lại thêm nguyệt lệnh quan đới chống lưng, nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ, tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng sẽ là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy, các mối quan hệ xã giao của Kỷ Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân dượng vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng cũng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá dượng, khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực, đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó, Kỷ Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 âm lịch thấy được rằng, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không có lý do gì mà tài chính của Kỷ Mùi không khởi sắc. Theo đó, bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn. Nhờ có tam hội cục nhập mệnh nên hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh. Bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây cảnh dạng lộc như cây kim tiền, trúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Kỷ Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bạn mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu nay. Bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Vận đạo qua có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm,
đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ, các cặp vợ chồng nên tỉnh táo tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm, ham việc, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, không nên lao động quá sức khiến cơ thể mệt nhọc. Bên cạnh đó, cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Sau đây là phần cẩm nang dưỡng vận cho con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 10 âm lịch tới này, bản mệnh gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên, nhờ sự chủ động. Nhờ đó mà bạn được đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, tăng mức lương thưởng lên, xứng đáng với công sức và nỗ lực trong suốt thời gian qua. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tuần mới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Kỷ Mùi nên tập trung vào các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình, bởi bạn đang được cả chính tài lẫn thiên tài hậu thuẫn. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công. Tiền bạc vô cùng dồi dào, trong khi người làm công ăn lương không phải lo lắng về chuyện chi tiêu nhiều. Thu nhập đều đặn và ổn định, ngoài ra còn có các khoản thưởng nóng, càng giúp cuộc sống của bạn thêm dễ chịu. Người buôn bán, kinh doanh cũng may mắn chẳng kém, khi việc làm ăn ngày càng thuận lợi hơn. Doanh thu đạt được vượt ngoài mong đợi, công việc thêm phần suôn sẻ nếu bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần cải thiện và học hỏi thêm nhiều kiến thức, cũng như kỹ năng có được sự khôn ngoan và khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống. Về phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ nảy sinh cảm xúc đặc biệt với một đồng nghiệp làm việc chung hay giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên có quá trình tương tác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một chuyện tình yêu đẹp đang nảy nở, các cặp đôi cũng thêm tin tưởng nhau hơn, bởi luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuổi Kỷ Mùi có một tuần làm việc hăng say và tập trung nhờ bộ đôi thiên ấn và chính ấn nhập mệnh. Bản mệnh tràn đầy năng lượng, còn truyền cảm hứng cho cả những người bên cạnh niềm đam mê và sự quyết tâm của con giáp này. Với công việc hiện tại chưa bao giờ dục tắc, bạn đang đứng trước nhiều lợi thế mà không phải lúc nào cũng có được. Con giáp này không chỉ chủ động trau dồi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà còn nhận được nhiều sự chú ý từ cấp trên. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để bản mệnh xây dựng và gắn kết các mối quan hệ công việc xung quanh mình. Người tuổi Kỷ Mùi còn gặp may mắn ở phương diện tài chính. Những người buôn bán, làm ăn nhờ tìm được phương hướng tốt nên doanh thu tăng vọt. Con giáp này cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, đối tác kỳ vọng, nhờ thế mà ngày càng có thêm đơn đặt hàng. Chuyện làm ăn thuận buồm, xuôi gió, tuy nhiên, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, tiền bạc kiếm được, nhưng nếu người tuổi Kỷ Mùi không biết cách quản lý tài chính, thì sớm muộn gì cũng sẽ hao hụt. Hơn nữa, bạn còn có thói quen tiêu xài khá thoáng tay, với suy nghĩ làm được tiêu được, đây là lý do khiến cho con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Người tuổi Kỷ Mùi được các tinh tử vi nâng đỡ, nên vận trình tuần mới có nhiều điểm sáng, bạn sẽ cảm thấy năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan tăng vọt. Làm việc gì cũng đạt năng suất cao, những căng thẳng và lo lắng trước giờ sẽ dời đi phần nào. Hãy giữ thái độ thật chuyên nghiệp, bạn rất muốn thành công và hoàn toàn có thể đạt được nó. Công việc thuận lợi nhất là vào đầu tuần nhờ chính quan che chở,
Nếu bản mệnh có những kế hoạch quan trọng thì nên chọn thời điểm này để mọi sự diễn ra suôn sẻ hơn. Từ giữa tuần trở đi, vận trình có phần sa sút, dường như con giáp này không còn tập trung vào mục tiêu nữa mà bị thu hút bởi những lĩnh vực mới mẻ khác. Vận trình tài lộc thì phải đợi tới giữa tuần mới là lúc để con giáp này gặt hái tài lộc cho mình, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Sẽ có nhiều điều bất ngờ mà người tuổi Kỷ Mùi chẳng thể ngờ được đâu. Bản mệnh hoàn toàn có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm đó. Những người tuổi Kỷ Mùi còn độc thân sẽ cởi mở hơn, tình duyên có nhiều khởi sắc, nhưng bạn cũng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng nhé. Tình yêu không phải chỉ dùng cảm xúc là được, cần phải dùng cả lý trí để tránh bị tổn thương. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Với người tuổi Kỷ Mùi thì tuần cuối tháng 10 âm lịch này hứa hẹn là tuần có nhiều tin vui sẽ đến. Công việc của bản mệnh đang được tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ từ phía cấp trên. Bản thân tuổi Kỷ Mùi cũng quyết đoán trong công việc và có đủ năng lực để đảm nhận trọng trách được giao. Tuy nhiên, dịch mã chiếu mệnh, tuần này bản mệnh phải đi lại khá nhiều, vất vả nhiều việc. Có điều, có công sức bỏ ra thì mới có được thành quả thu về. Đó là điều dĩ nhiên nên cũng đừng quá lo lắng. Bạn cứ làm hết sức của mình thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Chuyện tình cảm không vì công việc rộn mà bị ảnh hưởng. Ngược lại, dường như mối quan hệ giữa bạn và người ấy còn càng thêm thắm thiết hơn. Người tuổi Kỷ Mùi độc thân còn có thể thông qua các mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy người có thể chung bước cùng mình trên những chặng đường sắp tới. Duy có vận trình tài lộc là có phần bất ổn, không được sáng rõ cho lắm. Khi mà chưa có nhiều tín hiệu, tử vi tuần mới cho thấy bản mệnh nắm giữ được tiền bạc trong tay. Mặc dù có nhiều khoản thu về tay, nhưng con giáp này lại gặp phải họa kiếp tài, dễ tin người mù quáng mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai. Với người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho tinh thần của Đức Phật, chiếu sáng vào lòng chúng sanh, đưa đến giác ngộ và ánh sáng cho cuộc sống. Đại Nhật Như Lai thể hiện tâm hồn thanh khiết và lòng từ bi, khuyến khích người tuổi Kỷ Mùi phát triển lòng nhân ái và thái độ tốt lành trong tất cả các hoạt động. Hình ảnh của Đại Nhật Như Lai còn đại diện cho sự hiểu biết về thế giới, đời sống, khám phá bản chất sự thật tồn tại và tìm kiếm hướng đi chính xác. Với ý nghĩa cao quý này, Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai phò trợ người tuổi Kỷ Mùi trong việc thực hành thiền định, rèn luyện tâm hồn và trả lại sự an lạc. Qua hình tượng của Đại Nhật Như Lai, bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sự động viên để áp dụng lòng từ bi và thức tỉnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Gậy như ý. Với người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, vật phẩm phong thủy gậy như ý mang ý nghĩa đặc biệt về quyền lãnh đạo, tạo ảnh hưởng và thăng tiến trong cuộc sống. Đặt người có quyền trong nhà hoặc trong môi trường làm việc được coi là cách tăng cường năng lượng liên quan đến lãnh đạo và quản lý. Nếu bạn đang đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám sát công việc, quyền trượng sẽ giúp củng cố vai trò và quyền hạn của bạn. Nó tượng trưng cho sự quyết định mạnh mẽ và khả năng gây ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh. Sự hiện diện của gậy có thể làm cho ý kiến và quyết định của bạn được tôn trọng và thực hiện theo, với ý nghĩa là công cụ phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trường không chỉ mang lại sự uy tín mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trường trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Tượng thiềm thừ. Thiềm thừ được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, có khả năng thu hút và tích lũy tài lộc cho người sở hữu. Với người tuổi Kỷ Mùi, vật phẩm này có khả năng tạo nguồn thu nhập và tài vận thịnh vượng trong cuộc sống. Thiềm thừ cũng biểu thị sự linh hoạt, khả
khả năng thích nghi và khả năng tận dụng cơ hội để đạt được mục tiêu tài chính. Ngoài ra, thiềm thư còn được coi là nguồn năng lượng dương tích cực, giúp hỗ trợ trong việc giải quyết khó khăn và tránh xa những rủi ro không mong muốn. Sự hiện diện của thiềm thư có thể tạo ra môi trường bình an và ổn định, dẫn đến sự yên bình cho tâm hồn và cuộc sống hàng ngày. Tỳ hưu. Với người tuổi Kỷ Mùi, Tỳ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của Tỳ hưu có thể tạo ra một bức tượng bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, Tỳ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng. Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Quả cầu phong thủy. Với người tuổi Kỷ Mùi, quả cầu phong thủy có khả năng bao bọc và mang đến bình an cho không gian xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua quả cầu tượng trưng cho ánh sáng tinh thần, giúp làm sáng tỏ tâm hồn và thu lại sự yên bình. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà hoặc nơi làm việc có thể giúp tạo ra môi trường tĩnh lặng và thuận lợi cho tập trung thiền định và sự sáng tạo. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy còn có khả năng thu hút năng lượng dương tích cực và tăng cường may mắn, sự thành công của kết quả. Cầu phong thủy tượng trưng cho sự toàn vẹn và cân bằng, giúp tạo ra dòng năng lượng ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh. Trí thông minh của người tuổi Kỷ Mùi khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp, với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình. Tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Quý khán giả thân mến, đâu phải cứ oán thán, tức giận với những gì mình không vui, không hài lòng mà có thể thay đổi được tình hình. Thế nên trước tiên bạn phải biết đủ để tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm an. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn nhận mọi việc mới sáng tỏ. Nếu không, chúng ta sẽ có xu hướng ghen tị với những người có cuộc sống thuận lợi hơn mình, từ đó chỉ gieo thêm nghiệp xấu, càng đánh mất phước đức ít ỏi của bản thân đang có. Bạn cần hiểu rằng hiện tại phúc của mình chỉ chừng đó, đừng nên tham lam. Còn muốn gia tăng phước đức thì học tập theo lời Phật dạy về cách có được may mắn, để kiên trì thực hiện từng bước thay đổi tương lai của mình xem sao. Hãy luôn ý thức rằng phải làm nhiều việc tốt, phải giúp đỡ nhiều người xung quanh mình hơn là chỉ cố gắng tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Cứ tích lũy dần với niềm tin rằng khi có phước thì thực hiện việc gì cũng hanh thông, thuận lợi cả. Một người luôn nghĩ điều tốt, điều thiện, từ bi, nghĩ về đạo đức là do phước trong từng ngày của đời sống. Ta đều giữ gìn tâm hạnh kỹ lưỡng, tự nhiên quả nó tạo nguồn tư tưởng tốt trong tâm, lời nói tốt, hành vi tốt, rồi phước cứ tăng dần mà đi lên. Quý vị thân mến, sau đây là lời Phật dạy về may mắn thức tỉnh cho ta hiểu rằng nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc sống này đó là tích đức, hành thiện. Vì chúng có thể bên ta bất cứ nơi đâu, chết cũng có thể mang đi. Mục tiêu cuộc sống không nên chỉ là kiếm tiền, vì tiền có rồi cũng sẽ mất, không thể mang theo sang thế giới bên kia. Giống như người nhà Phật từng ví rằng, nếu chỉ chạy theo tiền bạc, châu báu, ngọc ngà thì chẳng khác nào để đức quý giá của mình để đổi thành đống phế liệu ở không gian khác. Dân, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và dạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.